tục lên hầm cá. Hầm cá này khoảng 200 mét vuông rồi con. Đây là 250 kg cá giống. Mẫu cá là 180 con một ký. Nay 2 tháng 2 ngày lên nha bà con. 62 ngày lên. Tầm khoảng 58 bao thức ăn bà con ơi. 58 bao thức ăn. Thì ước lượng mình tính hầm cá này sẽ lên khoảng tấn 2 đến tấn 3. Cái bãi này nó quá lại đi không được, không chọn được. Đi hết nổi. Này mà lên được 1 tấn 4 thì nó chưa tới 1.1. Nhưng mà đó giờ thì hơi hiếm, nhưng nó tầm đạt thì khoảng 1.1 trở lên, 1.1 đến 1.2. Nhưng mà cái hầm này ăn lực ăn vừa tới 2 bao thì cũng khả năng là có thể lọt cung 1.1. Nước nó thúi bà cố trời. Cá này bự lắm nha bà con. Đây cây nó cái cây chưa lôi tiếng này. Để anh ơi. Năm cá này thì giống này thì mình bắt của Đồng Tháp nha bà con. Thì hiện tại trên cái cá giống của trên thị trường mình thì có nhiều khu như là Tiền Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Cần Thơ. Thì bây giờ nó ấy, nhưng mà giờ Đồng Tháp thì nó mới làm cho nên nguồn giống vẫn còn rất là chất lượng. Bốn mươi sáu kg mốt 50 người ta. Trời quá trời lỗ lưới gắt rồi. Lưới gắt là cá chết chừng. Chết thì nó không chết. Lọc da đậu. Chết nhẹ luôn. Là cái gì vậy? Dạ. Yeah. Đưa lên trên kênh YouTube. Bật kiếm tiền chưa? Chưa. Dữ lắm. Gắn cài đi, đủ người đăng ký chưa? Chưa. Xin tên gì? Cái tùng hơi dài nha. Bung bung ra đợi đi. Ủa sao còn rồi? Không? Ở cái tùng đó. Miệng lú gì trời. Rồi đưa đó. Rồi xúc đưa đó. Sao kỳ ngộ vậy? Vậy không giống cái lú quá chị. Xa lắm. Dài chứ nhỏ nó xíu à. Sao cái giống cái lú quá chị? Này cái lưới này do mình mộng chỉ đạo. Chỉ đạo làm hả? Ừ. 200 ngàn đó. Nó bị chật giòn. Bung gì? Cái như đuôi lú bung gì được? Chị vừa chị gọn nha. Đó trời cá nó đẹp. Cái gì đây mà ổng hô không có cá bự. Ở la da cầm ngoài đi. Trời ơi, cá gì đâu, chen cá vô động thôi.